Hi, xin chào các bạn. Gần đây thì mình nhận được rất là nhiều yêu cầu các bạn muốn mình chia sẻ cách chơi của bài Sau Tất Cả. Tuy nhiên thì mình thấy hình như bài này trên mạng rất là nhiều người hướng dẫn rồi. Cho nên là mình sẽ thể theo nguyện vọng của nhiều bạn, mình sẽ chia sẻ cái cách chơi hợp âm của mình để các bạn có thể tham khảo. Thì đầu tiên thì mình sẽ hát qua một lượt để các bạn nắm được cái tình hình của bài hát này mình sẽ chơi như thế nào. Giọng mình thì hiện tại đang không được tốt cho nên các bạn nghe là phụ nhá, các bạn xem thấy tay đâu. Sau tất cả mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta trách nhau không một ai nói điều gì. Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế đong đầy trong trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Sau tất cả. Ok. Bài này thì tông gốc là la chưởng. Tuy nhiên thì mình rất ít khi dùng hợp âm la chưởng thông thường, mà mình sẽ dùng hai hợp âm sau để thay thế và nghe nó sẽ màu hơn và mình thấy nó hay hơn. Đầu tiên là hợp âm la sus 2, các bạn giữ cho mình ngón áp út vào phím 2 dây 3, à dây 4, ngón út vào phím 2 dây 3, dây bát là dây 5. Cùng thế bấm này các bạn thêm ngón giữa và các bạn ấn vào phím 2 dây 6 và dây bát là dây 6 luôn. Các bạn sẽ được hợp âm la sus 2 bát pha thăng. Hợp âm này mình thay thế cho hợp âm pha thăng thứ thông thường. Tất nhiên trong bài này có dùng hợp âm pha thăng thứ, nhưng mà nó là hợp âm cơ bản nên mình sẽ không nói về cách bấm. Tiếp theo là hợp âm la S9, mình sẽ giữ ngón áp út vào phím 7 dây 4, ngón giữa vào phím 6 dây 3, dây bát là dây 5. Cũng rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Trong bài này thì ngoài dùng si thứ thông thường các bạn rất quen thuộc, thì mình có dùng hợp âm si thứ 11, ngón trỏ các bạn giữ vào phím 2 dây 5, ngón giữa các bạn giữ vào phím 2 dây 3, ngón út hoặc áp út các bạn giữ vào phím 3 dây 2, dây bát là dây 5. Tiếp theo trong cái bài này, sau cái hợp âm này sẽ là một hợp âm, là hợp âm re chưởng nhưng mà bát mi. Tức là mình tịnh bỏ hai ngón này ra, mình giữ ngón trỏ vào đây này, hợp âm re chưởng rất quen thuộc rồi, đang từ si thứ 11 này. Đó, các bạn dùng dưới bát là mi. Sau đó mình kéo lên đây thì mình được hợp âm mi chưởng luôn. Đấy. Trong bài hát này thì hai hợp âm này sẽ đi với nhau. Ok. Tiếp theo là mình sẽ dùng hợp âm re thứ 6. Ôm re thứ 6. So với re thứ thông thường thì re thứ 6 nghe rất là sâu lắng. Các bạn có hai thế bấm và cũng là hai màu sắc để các bạn lựa chọn xem các bạn thích màu sắc nào các bạn cho vào. Đầu tiên rất là dễ, các bạn giữ ngón trỏ vào phím 1 dây 1. Ngón giữa vào phím 2 dây 3 và dây bát là dây 4. Mình có một thế bấm nữa mà trong bài này mình thích thế bấm này hơn vì màu sắc này mình thích hơn trong bài này. Ngón trỏ mình sẽ chặn dây 1 2 3 của phím 5. Ngón giữa mình sẽ giữ phím 6 dây 2, áp út giữ phím 7 dây 3. Và ngón út giữ phím 7 dây 1. Dây bát là dây rê. Ok. Đô thăng thứ 7. Các bạn giữ đô thăng thứ này. Các bạn bỏ ngón út là được đô thăng thứ 7. Trong bài này mình cũng hay dùng. Trong bài này có dùng hợp âm cơ bản là pha thăng trưởng. Các bạn giữ như pha chặn, các bạn tính tiến ngăn 2. Ok. Mà ra trong bài này mình dùng một hợp âm rê này. Rê này là rê. Thôi các bạn cứ rê này thay cho rê trưởng này. Đấy, các bạn giữ mỗi một ngón giữa. Giữ ngón giữa và phím 2 dây 3 và dây bát dây. Trong bài này thì ngay sau hợp âm này sẽ là hợp âm si chưởng bát rê thăng. Thì đang từ ngón này các bạn giữ ngón trỏ thêm vào phím 1 dây 4 và ngón áp út phím 2 dây 1.
dưới 3 và dưới 4 để khiến anh nhận ra mình cần em. Đấy, nghe rất là căng. Trong bài này ngoài hợp âm mi trưởng thông thường thì có những khi mình dùng hợp âm mi 7 giảm 9. Mi 7 giảm 9 thì thế bấm của nó cũng rất là phức tạp. Tuy nhiên trong bài này thì mình giải chỉ dây 1, 2, 3 thôi. Cho nên mình giản lược thế bấm nó thành như thế này. Ngón trỏ các bạn giữ vào dây 1, 2, 3 của phím 1. Út hoặc áp út giữ vào phím 3, dây 2. Dây bát là dây mi và không dùng dây 4, dây 5. Mi 7 giảm 9. Trong bài này còn có hợp âm re major 7. Ngón trỏ các bạn chặn dây 1, 2, 3 của phím 2. Dây bát là dây 4. Ok. Để xem có hợp âm gì không nhỉ. À, đô thăng thứ 7 giáng 5. Hợp này nhiều bạn gọi là đô thăng đim, mình nghĩ là không đúng. Đô thăng thứ 7 giáng 5. Ngón trỏ các bạn giữ ở phím 4 dây 5. Ngón giữa các bạn giữ ở phím 4 dây 3. Ngón áp út giữ vào phím 5 dây mấy nhỉ? Dây 4. Ngón út sẽ giữ vào phím 5 dây 2. Dây bát là dây 5. Ok, trong bài nếu xuất hiện thêm hợp âm nữa thì mình sẽ nói. Bây giờ thì mình sẽ đánh qua một lượt nhá. Mình sẽ vừa đánh vừa đọc hợp âm. La sút 2. Sau tất cả vào. Tức là ví dụ mình hất chân lên, mình bắt đầu vừa đọc vừa đánh ấy. Sau tất cả. Thì cái đập tiếp theo mình sẽ vào hát. Sau tất cả. Mình sẽ vào đánh. Mình lại trở về với nhau. La sút 2 bắt pha thăng. Tựa như chưa bắt đầu. Si thứ 11. Tựa như ta vừa mới quen. Mới thì các bạn sẽ đánh re trưởng bát mi, sau đó chuyển lên mi cùng một thế bấm. Tựa như ta vừa mới quen. Đây, các bạn kéo lên. Sau tất cả là S9. Lòng chẳng hề đổi thay. La sút 2 bắt đô thăng, pha thăng. Khiến con tim bồi hồi. Si thứ 11. Và ta lại gần nhau hơn nữa. Các bạn đánh hợp âm mi trưởng này, các bạn cố gắng đến cái chữ cần thì các bạn đánh cho mình dây dây re. Tức là các bạn bỏ ngón áp út ra, các bạn đánh dây re của dây 4. Thì chúng ta được tuyến giai điệu giữa các hợp âm này là mi, re, đô. Thì nó sẽ logic hơn khi mình sử dụng các hợp âm gần nhau. Đấy. Và ta lại gần nhau hơn nữa. Đô thăng thứ 7 giáng 5. Có những lúc pha thăng thứ đôi ta pha thăng trưởng luôn giận hơn. Si thứ thầm trách nhau không muốn ai nói điều gì. Đây là hợp âm này, là hợp âm re thứ 6 đó. Thầm trách nhau không muốn ai nói điều gì. Đấy, nghe rất là sâu lắng đúng không? Từng giây phút ta đã ta. Đây là hợp âm đô thăng thứ 7 thôi. Phút sao quá dài. Là số 2 bắt pha thăng. Để khiến anh nhận ra mình gần. Đấy, hợp âm này hợp âm re này. Các bạn đánh mỗi ngón này thôi. Mỗi ngón này thôi. Đó. Các bạn đánh bát 3, 2, 3. Sau đó các bạn chuyển ra hợp âm si, si trưởng bát re thăng. Và các bạn đánh bát 3, 1, 3. Bát 3, 2, 3. Bát 3, 1, 3. Lần thứ hai các bạn đánh mạnh hơn bình thường để cho nó căng, nghe nó mãnh liệt hơn. Để khiến ta nhận ra mình cần nhau hơn. Re major 7. Thế đông đầy chẳng. Không thể mi trưởng làm gì khác là suốt hai. Chỉ cần tương tự đắm mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Nhưng lần này các bạn không về la suốt hai, các bạn về la suốt hai bắt pha thăng. Vì trái tim ta luôn luôn. Về mi trưởng cũng được. Hoặc là các bạn muốn sâu lắng thì các bạn vì trái tim ta. Nghe nó buồn hơn chút mà nó vẫn hút phải la. Thuộc về nhau. Thường thường thì mình hay dùng đoạn này lúc mà chuẩn bị kết, để vang lại cái dư âm buồn của bài hát này. Chứ mình không dùng ngay từ khổ đầu. Mình sẽ khi mà kết bài ấy, mình sẽ hát lại một lần. Vì trái tim ta luôn về nhau. Mình chưa nghe đoạn dạo giữa kỹ. Mình vừa mới bật được một lần. Như hình như là đoạn dạo giữa nó có hai hợp âm này. Thuộc về nhau. Sút 2, các bạn giữ đây trưởng bỏ ngón này ra. Lại dây sút 2. Tất cả. Đó. Nhưng mà cá nhân mình thì mình thích dùng đây thứ 6. À thì bấm này hơn trong cái đoạn dạo giữa này, nghe nó buồn hơn.
vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Sao tất cả tùy các bạn, tùy thẩm mỹ, mình tôn trọng thẩm mỹ của các bạn, đều đúng cả. Ok, bài này thì nó có một cái đoạn break là cái đoạn giữa đấy. Trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau, giữ chặt. Các bạn về re trưởng luôn. Nhiều bạn hỏi mình đoạn này dùng pha thăng thứ có đúng không, thì theo mình thì mình dùng re trưởng. Mình nghe trong bài hình như re trưởng. Trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau, giữ chặt bàn mi. Chỗ này thì mình có một hợp âm mới, đó là hợp âm mi trưởng bát son thăng. Các bạn giữ ngón áp út, ngón giữa và phím 4 dây 6, ngón trỏ và phím 2 dây 4, ngón áp út và phím 4 dây 3 và ngón út và phím 5 dây 2. Tại sao mình giữ này? Tại vì dây bát nó sẽ là fa son thăng, fa thăng thì nó hợp lý. Đi hết bao tháng ngày. Tuy nhiên nếu các bạn không giữ được thì các bạn cứ đánh mi thông thường thôi. Hai bằng đúng không nhỉ? Đi hết bao tháng ngày, mọi điều gian khó ta luôn vượt qua, để khiến anh nhận ra mình cần em hơn. Dần thiết thế nào cho ngay từng ngày, vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Tiết tấu thì mình thấy các bạn cũng nó không quá khó đâu các bạn đúng không nhỉ? Đấy thì bài này thì mình vừa chia sẻ cho các bạn hợp âm, có thể mình nói có một vài chỗ nó khó hiểu, các bạn có thể PM cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.